tội là này tại tập tham, cho nên lũ lụt, bởi vì tham là cho nên lũ lụt bão tố đều là nếu mà mọi người đều sống năm giới thôi, không có bão tố. Tại sao bão tố nó còn thấy nó hiện ra chỗ này mà rồi sao nó đi tẹt lên mà sao nó đi thẳng lên, phải cái gì? Tại chỗ này nó có thiện được đó, từ từ thiện đẩy. Mà nếu không khéo ở đây làm ác một cái nó quay lại đó, không phải nói thật hả? Từ từ ác nó lập cái ác nó hút tương ứng chỉ sống thiện thì nó còn ở đây. Cái nơi nào mà cái người thiện ở nhiều là cái nơi đấy, còn cái nơi nào mà cái ác coi chừng thì dùng mà bắt cá lúc nào cũng giết hại lắm. Cái vùng đó là vùng chết. Thầy nói mà cái vùng mà ở sông ở biển mà chài lưới thì cái vùng đó là vùng chết. Cái vùng ở nước mà đi săn mà thú vật chỉ dọc rồi thì đó là thứ mà nó sẽ sắp nhà sắp nữa thôi. Nó mưa nhiều thì bắt đầu nó lỡ núi chứ gì. Nhà cửa mấy cái ông đồng bào thường ở đó thì săn bắn ăn thì nó tụt xuống hố chứ sao. Thì hiện tượng bây giờ mình thấy rồi, còn sống như bình thường mà có cái gì vậy, nhất là nó đừng được hạn chế, nên được hạn chế được hạn chế. Cho nên thì rồi thầy đi họp với mặt trận nó thế nào, nó là một khổ quá đi tin ninh này. Đúng rồi, thầy nói tin ninh này tôi nhiều lắm mà ở đâu cũng vậy, tin ninh tôi mới đây cho nên tin ninh nó mới yên như thế này, không kéo nó ngập lụt hết, nó không đủ không bảo, nhưng mà nó ngập nó cũng hư hại, không thể thấy lực lượng mình cũng hư nó được được. Tới bây giờ cũng thấy mấy con đi vô cái vùng này cái chùa đó, đó là thầy nói tôi là thầy niệm tu viện rồi, thì thời tiết cái tất cả cái gì nó cũng bị ảnh hưởng qua. Cho nên ví dụ như một người ở trong gia đình mà trong gia đình có 5 người mà chỉ một người làm được, nó đã tạo cái duyên, sự duyên đủ cho gia đình nó rất là bình thường. Thầy nói một người thôi, một người giữ giới cho trọn vẹn, nhưng mà không ngờ trong gia đình những người khác tuy là họ không giữ giới nhưng họ bình đẳng, tức là sự đa đạo hòa được chuyện xảy ra cho gia đình. Chỉ có một người thôi mà nó lôi hết cả cái gia đình năm người. Một người làm thiện mà nó chuyển cả cái ác của cái trình kết quả đó. Mà nếu mà trong 5 người ở trong gia đình mà luôn xuất hiện với nhau hết, không tai quả, không tai nạn, không tai nạn giao thông gì phải là cho gia đình. Bệnh tật nó không đào sơ giúp đầu ra kia không mới xả vô xong cái hết khỏi đi. Xong rồi nó đào sơ, nó đau cảm, nó đau này kia nhẹ nhàng thôi, nó cũng đau, đau ở trong cái thân mình, nó không có được. Thay vì cái nặng thì nó là nhẹ, dạ. Nó làm cho cái cả gia đình yên lòng, không còn lo. Chứ còn nó đau nặng nó đi nhà thương bác sĩ mổ sẽ, anh già, anh đau, yếu đuối, mổ thì này chẳng hạn sợ, cũng sức tiêu rồi. Do lắng, đâu có phải ông lo không mà cả gia đình như không, nó không. Nhưng mà mình xuất hiện rồi thì không ngon hết. Cho nên mấy con nhớ là thầy chỉ biết lệ và chuyên lên. Mấy con thấy ở gia đình có yên, mấy con cứ đến đây thì thầy cho ngày bữa cơm, cho một cái hấp thở thì lại là được. Họ có gì mấy con hả? Là cho đến hai con tu uống vậy, thầy dạy chỉ dạy cho con. Rồi thầy hướng dẫn con cách thức. Ở đó là cái gì? Không phải phá gì cái này cho nên đem thành thật bất cần quan coi gì rồi ở gần với thầy cứ hỏi này à, bất cười lúc nào giờ nào à, ví dụ như còn ở đây đi có uống thì nó không nói uống thì con ăn tu mà bây giờ nó bị hôn thành như vậy á và nó bị tưởng như vậy hình ảnh gì nó hiện ra vậy à, muốn nói với thầy con thì thật con xíu để con trình bày lại thầy sẽ làm thầy dùng một xã ở đây thầy biết liền hỏi là thầy biết ở chỗ nào rồi và thầy đến chỉ à, bây giờ con phải ngồi đây tu thì thầy ngồi đây con tập đi họ đứng rồi thì con tập thì xã được chưa xã được rồi
thôi thì còn nữa thì tôi đi. Hôm nay mấy con thấy yên tâm. Có thầy, thầy nói thật sự mấy con biết gì mà có thầy ngồi thì mấy con sẽ. Bây giờ hôm tạm thì như cũng tới cuộc đường trước có thầy ngồi đó nó cũng sẽ mất. Sợ mấy con, mà không có thầy nó gục á. Thấy thầy nó sợ. Người đó cũng có
thì cái thị trường nó có tương đương như thế, con còn sống trên trái đất. Nhưng mà cái cứ mỗi một lần vậy nó quy vô một cái xanh của con nhiều lần như vậy, một cái khối xanh của con nhiều, con hiểu không? Cái khối xanh nhiều lần mà quy vô vậy gọi là nghiệp lực của con. Đó là chờ khi con bỏ cái thân này đó, cái lực xanh đó đó tương ứng với người nào xanh như vậy thì nó sẽ thành con. Mà nếu mà không có con người xanh như vậy, cái xanh đó nó sẽ thành con ác thú. Chính cái sự cái nghiệp đó nó sẽ tương ứng với một loại thú vật giữ. Xanh thì nó phải giữ thôi, mà nó giữ thì nó phải sinh lại. Một con thú vật nào lớn nhất ở trong thế gian này thì cái nghiệp là con nó giúp con chết cái thân này rồi thì con không có thành con người đâu đó, mà con thành con ác thú. Như vậy là một người không phải tái sanh như là gì? Mà nó nhiều người trong cái khoảng thời gian mà con đang sống, mình đang sống là mình vẫn tạo ra một mình vẫn tạo ra, vẫn tạo ra, cũng như một cái cây nó đang sống, nó vẫn ra trái hoài cho đến khi mà nó chết cái mùa cuối cùng của nó chết cái cây đó thì nó không mùa trái nữa cả thôi. Thôi được đó, con thấy nhân quả của con người với nhân quả họ học nó tương ứng với nhau, chết nó giống nhau. Thế đâu có nghĩa là tôi có linh hồn thì tôi tái sanh con người thôi. Con này nghiệp lực mà tôi giận một cái là nó sanh, tôi cầm cổ tôi cắt con gà thì đầu kia nó sanh con gà chứ, nó để người ta cắt cổ cái từ đường ác tôi nè, người ta cắt cổ con gà đó. Nếu mà cái hiểu chuyện thế giới mình có 3 tỷ người, nếu mà theo lực linh hồn của mình thì nó cũng phải vòng vòng ở vậy, nó là 6 tỷ người, là 8 tỷ người. À, như vậy xác định là không phải có một linh hồn. Dạ. Linh hồn tái sanh thì bây giờ có 3 tỷ, thì bây giờ nó phải sinh 3 tỷ thôi chứ sao lại nó lại linh hồn đâu còn thêm? Không lẽ thì có đời nào mà xuống đây được? Con người nó sinh trong luôn, từ con gà heo đều hoàn toàn hoàn toàn mà chừng nào thì người ta lại sống, người ta lại nuôi, bởi vì để thiên nhiên thì ít quá cho nên người ta tạo ra trại chăn nuôi heo gà bò dê để rồi cắt cổ giết, nhưng mà không ngờ những từ trường ác của mình hết. Chứ đâu phải là con bò xanh răng bò, nếu mà không có những cái từ trường đó thì bò ăn heo được. Bây giờ thầy nói về giới luật thôi nhé, người ta chửi mình mà
mà mình biết thân là khổ đau là mình không cần gì đáng cái gì. Còn thấy không, mà là bà học, thấy không? Bây giờ đó, ngồi đây giữ tâm bất động thanh tăng là chân sự, tâm bất động thanh tăng là chân sự. Đến không đến thôi, đến thì ai thấy cái đó mà thì là ra mình nhìn lại trong một lưu vực của mình có giải thoát đúng không? Nhưng mà giữ gìn được cái tạng ấy mà giải thoát này thôi là chưa được. Tôi chọn các bạn không phải lo đấy, đó là pháp ta không có thời gian đến để khi thấy ngay liền giải thoát rồi. Nhưng bây giờ muốn được giải thoát này luôn luôn suốt cái đời của chúng ta thì mới làm được gì đó. Chứ không phải là đến bây giờ cầu khẩn đến 5 năm, 10 năm sau rồi sư thần mới biết mình được thức lạc thì cái chuyện đó chờ đợi chứ không thấy giải thoát. Còn này giải thoát rồi, thức lạc ngay liền tại dưới đó rồi, chứ không phải đợi mà đợi chết được thì giải thoát pháp ta có thời gian để được. Mà thấy rõ chưa? Thấy không? Thầy hiểu chưa? Bây giờ thầy nói một cái lần nữa để thấy được. Bởi vì Đức Phật xác định trước hội thể pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là không có cái thời gian mà khi mà tâm mình bất động thanh tản là giải thoát cái đó chứ đâu phải là chuyện khác, nó đâu có thời gian, đâu phải chờ đợi. Nhưng mà mình muốn duy trì được cái trạng thái này là không có quan trọng, phải không? Đó, cho nên Đức Phật nói câu nói đó là mình vậy. Đức Phật chỉ cái chân lý, chỉ cho mình biết cái chân lý rồi, cho nên pháp ta không có cái gì thật, cho nên nó đâu có thời gian. Người nào cũng có giả chân lý là người nào cũng có, nhưng người có người không. Đó là pháp ta.